Đi làm nghề, anh em thợ chúng tôi không sợ khổ, không sợ khó, không sợ đổ mồ hôi, sôi nước mắt, không sợ khách hàng yêu cầu cao, đòi hỏi kỹ thuật cầu kỳ, mà chỉ sợ nhất là ông hàng xóm sang tham gia ý kiến, thêm thắt đủ điều, mà bác chủ nhà lại không có lập trường là toang luôn, anh em thợ chúng tôi phát ốm, phát rét luôn. Các bác thợ cứ đi làm nhiều rồi, các bác sẽ hiểu, sẽ biết là một sản phẩm nó đã rất đẹp, rất ưng ý. Nhưng cái bố hàng xóm nó sang chơi thì cứ liệu cái thần hồn sang tư vấn cho chủ nhà, cứ như đúng rồi, thế này chẳng được, thế kia chẳng xong, vầy vò lên, vầy vò xuống. Nếu mà thay đổi ý kiến thì thay đổi luôn từ đầu, còn làm xong mới thay đổi. Thì các bác cũng biết đấy, làm đi thì không ngại, nhưng làm lại thì mệt lắm. Vì vậy nghiêm vượt khó, rất mong các bác chủ nhà đã tin tưởng anh em thợ chúng tôi, đã thích sản phẩm nào rồi thì các bác cứ lựa chọn, cứ làm theo ý kiến của mình, đừng nghe bất kỳ ai làm gì cả. Sản phẩm, hàng hóa để ở nhà các bác, nó sống cùng các bác ngắm cùng, chứ hàng xóm nó có ngắm được đâu. Các bác phải hiểu rằng cái thằng hàng xóm ấy, nó không bao giờ nó thích các bác giàu hơn nó, đẳng cấp hơn nó đâu. Mà cũng khuyên thật với mấy ông hàng xóm sang chơi thì cứ bớt bớt hộ để anh em thợ chúng tôi còn làm, còn thở. Mỗi người có một góc nhìn, một quan điểm khác nhau. Tiền nào thì của đấy cả thôi. Quan trọng là chữ tâm trong người anh em thợ chúng tôi.